Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong năm 2020 này, đại dịch Covid đã diễn ra rất phức tạp trên toàn thế giới và vô cùng nguy hiểm, với hàng chục triệu người mắc bệnh và gần 1 triệu người chết tính đến tháng 8 năm 2020 này. Chính vì thế, rất nhiều các nhà đầu tư, những người dân có dư tiền và mong muốn đầu tư vào một kênh nào đó an toàn, ví dụ như cổ phiếu chẳng hạn, thì họ nhắm đến những cái cổ phiếu có thể mang lại cái cổ tức cao. Và hôm nay, trong cái clip thứ 12 trên 69 clip định giá các doanh nghiệp của AzFin Việt Nam, chúng tôi sẽ phân tích và định giá cổ phiếu DVP. Trước tiên là đánh giá về sức khỏe tài chính của công ty cổ phần Cảng Đình Vũ. Thì tôi cho rằng đây là một công ty có sức khỏe tài chính tuyệt vời, có thể nói là tốt nhất nhì trong hàng ngàn mã ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu tiên là do nợ vay của DVP không còn nữa, thì công ty này không còn một đồng nợ vay từ năm 2018 nữa rồi. Thứ hai là DVP chiếm dụng vốn tương đối cao, điều này cho thấy cái vị thế của công ty rất tốt khi mà họ có thể chiếm dụng vốn của người khác để có thể kinh doanh. Thứ ba là tiền mặt nhiều, đến hết quý 2 năm 2020 này thì Đình Vũ sở hữu tới 900 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, bằng 65% cái vốn hóa thị trường của cả cái công ty Cảng Đình Vũ này. Và thứ tư là cổ tức tiền mặt của Đình Vũ thì rất đều đặn và cao, trung bình khoảng 4.500 đồng một năm trong 5 năm gần nhất. Thứ năm là đây là một doanh nghiệp chín muồi, bởi vì về cơ bản nó có duy nhất cái Cảng Đình Vũ thôi, và nó đã hoạt động hết công suất từ rất lâu rồi, thậm chí đã vượt công suất từ rất là nhiều. Và tiếp theo nữa đó là cái cổ tức tiền mặt, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ, hàng năm rất lớn như vậy ạ. Và tiếp theo tôi sẽ trình bày về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và cái khả năng sinh lời của Cảng Đình Vũ. Đầu tiên là về doanh thu thì Cảng Đình Vũ đi ngang và có suy giảm 2 năm gần đây do một, giá làm hàng tại cảng của Đình Vũ cũng như tất cả các cảng khác ở Việt Nam giảm từ 4-5 năm trở lại đây, giảm rất mạnh. Thứ hai là công suất của Cảng Đình Vũ về cơ bản đã vượt 30% công suất thiết kế rồi, có những lúc cao điểm lên đến 35-40% vượt so với công suất thiết kế. Phần thứ hai là về lợi nhuận dòng thì của Đình Vũ đạt đỉnh 288 tỷ đồng vào năm 2018 và đang giảm về mức 2.248 tỷ đồng vào năm 2019 và 2020. Hoàn toàn lợi nhuận dòng có thể vẫn giảm tiếp khoảng độ 20 đến 40 tỷ nữa trong cái năm này. Và thứ ba là trong tương lai thì chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của Đình Vũ sẽ quanh mức từ 220 tỷ đồng đến 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tùy thuộc vào cái giá làm hàng của cảng cũng như cái điều kiện kinh tế diễn ra như thế nào. Và tiếp theo là về hiệu quả sinh lời ROE của Cảng Đình Vũ luôn ở mức cao trên 20%. Nếu mà Đình Vũ giải phóng 900 tỷ đồng tiền mặt kia cho cổ đông chẳng hạn, thì chúng tôi tin rằng cái ROE của Cảng Đình Vũ này thậm chí nó có thể lên đến 50%, 60%, rất là cao. Thì đây là một mức rất cao. Thì với cái ROE hơn 20% thì Đình Vũ cũng đã đủ lọt vào top 10% những doanh nghiệp có cái tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao nhất ở trên sàn chứng khoán Việt Nam rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về cái dòng tiền của Cảng Đình Vũ. Thì thứ nhất là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ, nó dương nhiều năm liên tiếp và rất lớn, nó lớn tương đương với lợi nhuận, thậm chí còn lớn hơn lợi nhuận. Nguyên nhân đến từ Đình Vũ có kết quả kinh doanh rất tốt qua các năm, do đó cái dòng tiền của nó rất là khỏe và tuyệt vời. Thứ hai là hoạt động đầu tư. Đây, dòng tiền hoạt động đầu tư của Đình Vũ về cơ bản rất nhỏ. Có năm 2019 thì công ty có thu hồi 212 tỷ về. Tuy nhiên đây không phải là thu hồi do bán thanh lý. Đó, còn nhìn chung là về cơ bản dòng tiền hoạt động đầu tư rất nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu do Đình Vũ đã chín muồi nên không còn đầu tư nhiều nữa. Và thứ ba là về dòng tiền hoạt động tài chính của Đình Vũ thì âm lớn qua các năm. Nguyên nhân chủ yếu từ việc trả cổ tức rất cao, do đó nó sẽ âm khá là lớn. Từ đây có thể thấy rằng dòng tiền của Cảng Đình Vũ rất phù hợp với việc nó đang chín muồi là thứ nhất. Thứ hai, nó rất tốt do cái dòng tiền hoạt động kinh doanh làm ra rất nhiều, không cần đầu tư thì công ty đem đi trả cổ tức cho cổ đông rất cao như tôi đã trình bày ở trên đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi sâu đánh giá kỹ hơn về Đình Vũ. Trước tiên là về tổng quan về công ty cổ phần Cảng Đình Vũ. Giá hiện tại là 35.500 đồng. Trung bình giao dịch trong 10 phiên đó là 29.453 cổ phiếu một phiên. Vốn hóa thị trường là 1.420 tỷ. Số lượng cổ phiếu của công ty này là 40 triệu, tương ứng với vốn điều lệ là 400 tỷ đấy ạ. ROE của công ty là 22%, ROA là 18%. Và EPS chúng tôi cho rằng là sẽ đạt khoảng 6.000 đồng. Book value, tức là giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu ấy, là khoảng 31.000 đồng. Thì cổ đông lớn gồm có 3 cổ đông lớn như sau. Đầu tiên là công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 51%, tức là Đình Vũ là công ty con của Cảng Hải Phòng đấy ạ. Tiếp theo là công ty cổ phần vật tư nông sản thì nắm 18,7% và có một cái quỹ ngoại nắm 5,16%, đó là quỹ Samarang Ucrit. Thì đây là một cái quỹ ngoại cũng hay đầu tư vào những cái doanh nghiệp tốt ở Việt Nam. Và quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ở trên đây là cái biểu đồ chúng tôi chụp cái vị trí Cảng Đình Vũ đấy ạ. Đây là cái cầu Vạch Đằng. Còn đây là vị trí Cảng Đình Vũ. Đúng không? Bên cạnh là các cái cảng của Z-Mendez, rồi cảng của VicoShip, vân vân và vân vân. Đây rất nhiều cảng ở khu vực này. Thì đây là gọi là cảng ở phía ngoài sông Cấm. Đó. Thì về vị trí phía ngoài cầu Bạch Đằng của Cảng Đình Vũ, chúng tôi cho rằng rất thuận lợi cho việc làm hàng. Một là vị trí Đình Vũ như tôi vừa trình bày nằm bên ngoài cầu Bạch Đằng, tức là ở phía hạ nguồn sông Cấm. Thì do từ ngày làm cái cầu Bạch Đằng thì nha, các tàu bè rất là ngại di chuyển sâu vào trong, bởi vì họ sợ rất nhiều các cái vướng mắc. Ngoài ra khi vào trong hơn thì họ sẽ tốn nhiều chi phí hơn, và về cơ bản họ không thích vào trong đó. Tiếp theo thứ hai là ở cái vị trí này thì giao thông của Cảng Đình Vũ vô cùng thuận tiện. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái tuyến đường rất to đấy ạ. Tuyến đường quốc lộ đấy, ngay tuyến đường quốc lộ. Đúng không? Hàng hóa khi ra khỏi cảng là ra ngay đường quốc lộ. Do đó rất thuận tiện để làm hàng. Đó, nó không khó khăn như cái khu ở Lạch Huyện phải qua một cây cầu và tốn rất nhiều chi phí. Và tiếp theo, Đình Vũ là một cái công ty khai thác cảng về cơ bản đã full công suất từ rất lâu rồi. Và hiện đại như chúng tôi đã trình bày trước, công suất hiện đại còn vượt 30% so với công suất thiết kế cơ. Tiếp theo, đối với rủi ro về công ty cổ phần Cảng Đình Vũ này như thế nào? Thì gồm có 4 rủi ro như sau. Thứ nhất là cạnh tranh khốc liệt đến từ các cảng mới như HITC và Nam Đình Vũ. Thì Nam Đình Vũ là của Z-Mendez có vị trí còn thuận lợi hơn và tốt hơn. Và nó đang chuẩn bị đi vào hoạt động rất tốt ạ. Tiếp theo thứ hai, nếu đầu tư cảng Lạch Huyện, tức là Đình Vũ cũng có ý định, về cơ bản có ý định là đầu tư một cái cảng ở khu Lạch Huyện. Thì nếu đầu tư ở đây sẽ đẩy chi phí lên cao và cổ tức cho cổ đông có thể suy giảm nếu mà đầu tư vào nơi này. Thứ ba là trích quỹ đầu tư phát triển hàng năm của Đình Vũ rất cao, khoảng 25% lợi nhuận, trong khi chưa có dự án đầu tư. Do đó làm lãng phí cái chi phí cơ hội do việc giữ tiền nhiều. Đó, giữ tiền nhiều. Và thứ tư, Đình Vũ hiện nay đang sở hữu hơn 900 tỷ đồng tiền mặt, tương đương với 22.500 đồng một cổ phiếu. Vì thì nó vừa là lợi thế để công ty có thể nắm bắt các cái cơ hội, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro đạo đức ở đây. Bởi vì chúng tôi cũng rất lo ngại rằng nếu mà giữ nhiều tiền quá đi gửi ngân hàng thì lãi suất rất thấp. Và như một số trường hợp như các tập đoàn dầu khí vừa bị xử vừa rồi ạ, thì đó là lãnh đạo doanh nghiệp đã đem tiền của cổ đông đi gửi ngân hàng để họ có thể ăn tranh. Thì chúng tôi cho rằng đây là cái nguy cơ có thể xảy ra. Còn nếu Đình Vũ có thể trả cho cổ đông thông qua cổ tức hoặc thậm chí là mua lại cổ phiếu quỹ thì rất tuyệt vời, và giá trị của Đình Vũ chúng tôi tin rằng sẽ tăng trưởng mạnh hơn nữa nếu mà họ hành động như vậy. Và tiếp theo, chúng tôi đánh giá rằng Đình Vũ là một con gà đẻ trứng vàng cho các nhà đầu tư. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái dòng cổ tức bằng tiền mặt Đình Vũ trả từ 2010 đấy ạ. Rất kinh khủng khiếp. Đó, rất khủng khiếp, rất lớn. Luôn luôn trả tiền mặt và chưa bao giờ huy động vốn của cổ đông từ năm 2010 đến nay. Đó. Và chúng tôi cho rằng các cái chỉ tiêu của Đình Vũ trong tương lai sẽ như sau. Thứ nhất, lợi nhuận sau thuế chúng tôi kỳ vọng duy trì được mức khoảng 240 tỷ đồng một năm. Phúc lợi khen thưởng là một trong những điểm rất sáng của Đình Vũ khi trích rất ít. Do Đình Vũ về cơ bản vận hành cái cảng quy mô lớn như vậy thôi, nhưng mà nhân sự họ rất ít, không cần nhiều. Họ rất ít, mang lại lợi nhuận cao này nhưng nhân sự rất ít. Thì phúc lợi khen thưởng đâu đó khoảng độ 19 tỷ. Và lợi nhuận sau thuế có thể chia cổ tức hàng năm cho nhà đầu tư là khoảng 221 tỷ đồng. Và cổ tức có thể trả hàng năm nếu với cái mức lợi nhuận 221 tỷ đồng này là 5.500 đồng một cổ phiếu. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng Đình Vũ sẽ có thể trả ở mức 4.500 đồng một cổ phiếu một năm, do cái việc Đình Vũ đang sở hữu hơn 900 tỷ tiền mặt. Nếu nó tiếp tục giữ lại thì nó sẽ tương đối nhiều đó, và vượt quá hết mọi các cái yêu cầu. Thế do đó là công ty về cơ bản sẽ trả cổ tức tốt hơn trong tương lai đó. Và chúng tôi định giá cái cổ phiếu Cảng Đình Vũ này giả định cổ tức trong dài hạn của Cảng Đình Vũ là 4.500 đồng trên một cổ phiếu như chúng tôi vừa đưa ra trên, thì lợi suất yêu cầu chúng ta kỳ vọng là 10%, tức là cao gấp rưỡi lợi suất ngân hàng. Thì định giá cổ phiếu Đình Vũ theo phương pháp chiết khấu cổ tức thì chúng tôi cho rằng giá xứng đáng từ 42.000 đến 47.000 đồng trên một cổ phiếu. Thì sau đây thì chúng tôi sẽ khuyến nghị đối với cổ phiếu này như sau. Đình Vũ thì hấp dẫn với các nhà đầu tư dài hạn nhận cổ tức khi mà giá hiện tại chiết khấu khoảng 20% so với giá hợp lý của công ty này. Thứ hai là rủi ro đầu tư của Đình Vũ về cơ bản tương đối thấp, do đây là một doanh nghiệp nhà nước và hoạt động chín muồi, số lượng nhân công nhân sự họ không nhiều, thế do đó là mọi thứ tương đối là minh bạch và tương đối là ok. Chúng tôi cho rằng Đình Vũ xứng đáng để được mua với những nhà đầu tư dài hạn nhận cổ tức hàng năm, và thực tế cho thấy Đình Vũ khi về giá khoảng hơn 30 trong cái đợt Covid vừa rồi thì chúng tôi cũng tham gia một phần và vừa mới nhận 1.500 cổ tức đầu tháng 8 này mà thôi. Thì trên đây là những cái phân tích, đánh giá, nhận định và khuyến nghị của chúng tôi về cổ phiếu Cảng Đình Vũ này. Quý vị và các bạn nếu có quan tâm đến Cảng Đình Vũ và chưa hiểu chỗ nào hay muốn cần làm rõ chỗ nào thì hãy comment bên dưới. Bên cạnh đó thì AzFin Việt Nam hiện nay đang có cái chương trình, các cái group hỗ trợ các cái khách hàng VIP về việc phân tích theo yêu cầu, lập kế hoạch chiến lược đầu tư theo yêu cầu và đồng hành, tư vấn, nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư chọn đời. Thì quý vị quan tâm thì cũng có thể liên hệ với AzFin Việt Nam thông qua cái fanpage của AzFin Việt Nam, hoặc là quý vị hãy trao đổi trực tiếp với tôi, Đặng Trần Phục, thì tôi sẽ phụ trách cái mảng VIP này một cách trực tiếp, không giống như các cái mảng khác. Xin chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công rực rỡ.